Cái đó trắng hơn đi. Chứ đừng có mua cái tấm mà bị nó quá rồi. Đây mới mua miếng bạc để cho chị đây thì cái nhà bên này không cho nó để à dạ. Hỏi các bạn trong nhà. Rồi thả xuống để hỏi trong nhà được không được. Còn đục đó chú bắt cái đinh cái gì đinh mấy dạng linh cũng được mà cái làm sao biết chứ mình thuê người ta mà người ta cho mình được là đúng rồi. Nhưng mà chú nói với người ta cho tôi đỡ chứ nóng quá nó hắt nóng vô con nhìn không chịu được, có mới mua cái bạc đó cho chú á. Cái cũ nó đâu dám động cái lồng nó sập bởi con thấy nóng quá vậy con mới mua. Ông kéo ra một tí xíu. Nó đừng à nếu mà cái này xíu thì nước mưa sợ là nhăn vô như này. Mua cái cộng nghiệp đó là em mới mua trong miếng bạc để cho kia bỏ trong đó để cô chú ngồi đi ăn cơm hay là gì cũng đỡ nhưng mà. Ôi là ở trên mình có sử dụng không chú hay là chỉ mỗi dưới thôi? Bị có há đâu có đi lên được. Dạ. Vợ cũng bị xe đụng. Em nói anh nghe xui lắm, nguyên một cái tháng đó ha. À, cô đi lượm ve chai buổi đêm 1 giờ mấy 2 giờ đêm sáng á, dạ. Xong rồi đang đi thì thằng quỷ đó nó xỉn á, nó tung vô cô, rồi cái cô té xuống nó bỏ chạy, cô bị gãy chân. Vô bệnh viện chú đang vô nuôi bước vô toilet cái té cái gãy chân, 2 vợ chồng ở trong cái bệnh viện luôn. Dạ. Rồi bây giờ thì chân chú đứng không được nhưng mà cô thì đỡ rồi thì cô đi lượm ve chai với bán vé số. Dạ. Được quá. Đó. Tưới cây nhà người ta tưới cây. Dạ. Bây giờ mấy ông đó ông chạy. Ôi rồi không gian như thế này rồi tối thì làm sao mình ngủ cho được? Chú muốn ngủ ngoài á. Dạ mình ngủ à ở ngoài người còn ở trong thì cô ngủ trong chú ngủ ngoài. Rồi hôm nào mà trời mưa thì bởi vì em mới nói là em mới mua cái miếng bạc để tặng cho cô chú để có chia cho thì đỡ mình chút để mà có mà nằm gió thổi cũng đỡ mình biết là chưa nắng không thấy tội. Dạ. Mình đi bán về cực khổ quá trời mà mùa nắng hắt. Trời ơi cô nằm trong đây mà nắng nó tới đây nè, hỏi không chịu gì nổi. Dạ nắng hắt, chứ nóng chịu nổi. Chú tắt bếp đi chứ, để nó sâu quá rồi. Rồi á chú đã tiếp ra ngoài đây có cái nói gì nè, ngày đó tiếp đi chú. Dạ. Nhìn vậy mới chịu không nổi là em mới nhờ ông xã em đi tiếp ở trên chợ lớn đó, mua cái tấm bạc để cho chia chăm đỡ gì cho mình ngồi đỡ. Dạ. Vậy là công việc chính của cô chú hiện tại là đang đi bán vé số và nhặt ve chai. Mới thì con ngại nó uống gầm rồi. Ông ý là bây giờ chú anh đang hỏi là công việc chính là mỗi ngày á, ý là mỗi ngày làm gì á? Cô làm gì ở nhà chứ soạn bao ve chai đem về. Đó là đi được. Ý là cô á, thì là đi lượm ve chai với lại bán vé số. Yeah. Còn chú thì ở nhà là lo soạn giúp cô lượm về mớ nào gì thì chú ngồi chú lựa ra. Dạ. Yeah. Rồi cơm nấu cơm nước cô về cô ăn rồi cô lại đi tiếp. Dạ. Yeah. Ô còn chợ búa là cô đi rồi về cô đưa cho chú rồi chú sẽ là người nấu. Tôi không có đi chợ người ta cho gì lấy đó. Yeah. Giống như đi ra chợ người ta thấy tội người ta cho gì thì lấy cái đó. Dạ. Yeah. Người ta mua cho được cái bó rau hay là cái gì á thì lấy về rồi hàng xóm để ai chứ tội cái gì thì cho cái đó. Dạ. Yeah. Ôi chứ cô chú con cái vậy không? Không. Có yeah. Thằng một đi Campuchia chết. Dạ. Yeah. Cũng đi theo bạn bè, à. Nó đang là làm với quận 5 á, đi chở bỏ hàng nước ngọt rồi đó. Dạ. Yeah. Nghe bạn bè rủ đi qua Campuchia làm tiền, đi cuộc bỏ chính. Đi qua rồi nó mấy 2 tháng rồi chính. Dạ. Yeah. Mà không biết nó có làm gì đúng lộn lạo hay gì không, nó đây nó xuyên sẵn rồi đâu có gì đó. Dạ. Yeah. Nó báo tin về, rồi mấy thằng bạn nó báo tin về cũng biệt luôn. Đi có lại một thôi mất tiêu luôn không có cái nào nữa. Dạ. Ôi này giờ buổi tối là khoảng mấy giờ là cô về chú? Đây để lại đi vô trường. Dạ. Bữa nào mà nó bán đắt á, chỉ số bây giờ tao ít cũng mua lắm. Nhìn vô thì số thì trên thì tốt. Ước cũng hồn, tự nhiên em kia người. Dạ được rồi chị. Dịch Covid này mà ai có đi làm được đâu, có tiền mua bây giờ cái tranh thủ á, qua cả 1-2 giờ sáng rồi đi lượm cái trang. 1-2 sáng ra đi rồi. là đi bắt đầu đi về á. À, đi về trả rồi đúng không? Xong rồi sáng 6 giờ là thấy cô lại xách xe cô đi bán vé số. Dạ. Đứng ở cái chợ vậy đó. Dạ. Rồi cô đứng ở chợ đó cái cô bán vé số rồi cái mấy người ta bán rau bán gì nó có gì cái ngày đó đi nó canh ở chỗ mấy bờ kè mấy ông nhậu cũng sững vô mua dớt. Dạ. Mua còn sững là không mua đâu. Cái canh đấy cứ mua không nói bình thường em cũng hay mua ủng hộ. Dạ đúng rồi. Bản thân em không biết dò vé số làm sao mua lại hầu như nhờ người ta dò nhưng mà không, em mua ủng hộ nhiều khi em quên dò. Đúng mua rồi cái em cũng không biết dò sao em nhờ người ta dò dùm mà mua cũng một hai tờ gì chứ mà hết cả 100 ngàn nó cứ người này cứ người tờ vậy đó. Dạ. Ôi rồi nhà vệ sinh tắm rửa là trong này. Dạ. Ủa rồi con đang thắc mắc là chú đi vô làm sao đi vô được? Ghế này mẹ ơi trời tao té một cái là chết nha chú. Chú ghế này con thấy nó cũng yếu hả? Dạ. Bây giờ mình chặt còn phải ráng không? Mỗi chơi có trên gác mà leo lên không được, leo lên trên gác đó được thì cũng đỡ. Dạ ý em nói là nếu mà leo lên trên đó được thì đỡ quá. Mà. Dạ. Khó lắm. Vậy mà tháng thuê bao nhiêu tiền chứ? 1 tháng thuê 1 triệu 2. Ồ 1 triệu 2 1 tháng. Phải đắt như đó. Mà cái thằng đó là em chú bắt ruột. Em chú ruột, có nghĩa là bà con. Đây là bà con trong gia đình mình. Tại vì lúc mà ở dưới dân Bắc ở dưới á. Dạ. Ở dưới vùng 1 á. Rồi cái con già bà già mất hết đi. Mấy đứa kia nó không ở đó nhưng mà nó mất nó về cái rồi chia nhà bán nhà nó bán mẹ rồi có chia cho chú có con trăm mấy à mấy đứa lận mà bên vợ là 13-14 đứa mà nhưng mà lúc ông già ở đó thì có 2 chồng ở chung với ổng không nằm xuống rồi nó về một bầy nó thôi vừa bán nhà bán gì chứ để không ra xem chắc ra tò ở bằng chỉ lộn nho mùa tò mới thôi giữ chi ui có nhiều chia tiền tại tò luôn mà đâu có đi tìm nhà chi đâu. Dạ. Ồ ở đây cô chú đã từng muốn tìm cái khu vực khác nào cho nó rộng hơn tí xíu ra ở đây là 1 triệu mấy rồi cũng muốn chết rồi đi 5-6 triệu 6-7 triệu không sao vậy. Anh thấy khu vực xa chứ nữa thì nó sẽ rộng hơn. Nhưng mà rộng đi xa thì được nhưng mà cái phương tiện của mình với cái sinh hoạt mình nó mất. Dạ. Thì cũng phải đi vô phố đâu bạn. Dạ. Thì bán một lần là nhà mối. Dạ. Mấy người nó có tiền không? Dạ. Chứ còn thường bình thường ví dụ như mình muốn mua đổi tấm 4-5 tấm thôi chứ đâu có nhiều. Còn mối nó bán nó 2-3 tấm á. Dạ. Chứ như vẫn ở Phan Xi Long á. Chưa đâu có đi rong như người ta. Sáng mà lúc 9-10 giờ cô đứng đạp cái xe đạp người đằng sau yên sau. Dạ. Để sắp một tổng đó. Còn ở đây là lối sớm. Dạ. Lối sớm vậy cho gì nó hết. Vừa rồi em dịch có gì hỗ trợ qua chú một chút rồi đi quyên góp được ở đâu em thấy được ở đâu có từ thiện ở đâu em coi trên Facebook á. Dạ. Rồi nhóm ở tôi là quận Phú Nhuận á. Dạ. Lúc đó thời đó ai mà cho đi qua đi lại cũng này cũng kia đâu. Dạ. Đã thấy năm tôi cũng những em xin được mới nào cái chuyển về đây cho cô chú. Dạ. Ngày đây cô này Linh mà trong trường của đó. Yeah. Nó cũng coi như là ví dụ như mấy sinh được đầu cũng có rau cải gì đó không có gì trong. Cái tội không cực. Dạ. Nó có chỗ đâu nằm. Thật sự là không có chỗ nằm, không được thẳng chân. Không được thẳng cái chân, cái giờ là cô nằm bắt. Dạ, không được. Nằm cái đó thì cô bắt cái giờ. Không được thoải mái. Đi thẳng chân ra. Dạ, không được thoải mái. Cực khổ vì lá cả một ngày trời. Tướng cũng nhỏ con lắm. Không có con tí hả? Có gì ăn mà không, nhưng mà một phần là do mình đi cả ngày cần phải ngã lưng mà thẳng chân chứ cho đỡ. Nhất là mỗi một khi á, mình rất là thích thương cô, cái nhiều khi cô đang về nằm, nhiều khi muốn đưa cho cô cái mà thấy cô đang nằm bò vậy thì nó lâu. Dạ. Đau cái lưng quá mà đưa đứa cô này cô nọ mà những cái cô đang nằm thôi để cái ngồi kêu cô dậy cô ăn mà bò thì lâu lắm tại vì nó đau cái lưng anh. Dạ. Chống không có chụp nó thế mà người vậy cho nó rất là hết tội. Nên mỗi lần mà khi nào cái cô đang ngồi thì em mới đưa đồ ăn qua thôi, còn đang nằm hết tội để cho nằm chút. Dạ. Mà cô chú ở đây lâu chưa? Mới về đây khoảng 8 năm. Dạ, 8 năm. Từ trước rồi cô dân Bắc với cũng dưỡng dưới. Dạ. Dạ, dạ. Tụi về ăn cóp này á. Mạnh ai sốc, đi tứ tung. Dạ. Môn Long An ở lung tung ăn. Mất. Cháu cũng cực phải không? Thôi bây giờ cái nền này nếu mà làm sao mà gọn tí xíu này cũng coi chỗ nào. Làm có gì gọn tí xíu đó. Có gì đâu tôi cho. Đây gọn tí xíu rồi coi. Đi bên chợ đó, tôi cho đem về. Dạ. Dễ đi không? Dạ. Hai chồng ăn thì hết. Dạ. Cũng may là cái nhà bên sau người ta cũng đạo đức người ta cho đại miếng rồi cho. À chứ bách luôn cửa sau. Đó. Đó là người ta cũng rất là rất là rất tốt đó. Nó cứ có cho để vậy, đưa với cho em biết thôi. Rất biết rất là lắm, ngọt thì đổ. Dạ. Anh hiểu đâu, đâu dám được gì. Muốn được gì không, không được cái máy quạt ra thì nếu tôi quên xin lỗi. Lớn các bạn ơi. Lực quá chịu không nổi, ngập cho nó hơi nó tống ra ngoài bớt. Đóng cái cửa là chịu không nổi đâu. Dạ. Thôi bí. Cho tính tiền điện nước nữa chứ. Dạ chưa tính. Để tính tiền điện nước chứ 1,2 triệu là không. Không ở đây là tiền nhà không thì 900. À điện nước khoảng tầm 300 1,2 triệu. Dạ chị. Dạ hỏi thăm chú chút. Dạ chú ơi thì con đại diện cho một cái anh Mạnh Thường Quân á, em ghé qua biếu chú quà thì tụi con có con không có cầm phong bì, không biết phong bì nữa. Dạ thì đây quà thì con có nước yến với lại bánh đó. Còn phong bì thì có 300.000 thì con đại diện ảnh gửi tới cho cô chú. Thì cũng chúc cô chú sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ con xin gửi cho cô chú nha. Lại chắc là chú cho con xin chụp tấm hình. Tấm hình đi. Không có lời cảm ơn được. Dạ. Nhưng mà hết lời tri ân của những người đã cũng có lòng và tâm. Dạ. Nghĩ đến gia đình khó khăn. Dạ. Con xin phép con chụp cho chú tấm hình nha. Dạ. Cảm ơn tụi con luôn. Chúc khỏe con với gia đình. Cô cái đủ sức khỏe để mà đi làm những chuyện. Dạ. Chú nhìn lại cho tụi con chụp hình tấm hình. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn. Dạ. Dạ không có gì đâu chú. Có chút xíu cái thời gian. Thôi con xin phép chú con đi về. Thì là có cái dịp nào khác hay là có sự hỗ trợ nào khác thì tụi con ghé lại nha chú. Phải có thì anh ghé lại. Của chú thêm ha. Dạ. Ôi, địa chỉ của mình là 50 hay là khác bên chỗ nhà dạ, hẻm nhà chị hả? Hẻm thì em khác này rồi. Cái hẻm thì giống mà cái tên đường thì đổ thánh sông. À hẻm 50. Của nhà chú là 50/37/12 Đỗ Tấn Phong phường 9, còn của chị là 10 Nguyễn Kiệm. 54 Nguyễn Kiệm. Tuy là cái tên đường nó khác mà đường xe ta bước vô có tới. Dạ. Dạ rồi thôi con xin phép chú ạ. Con đi nha chú. Dạ con đi chú ơi. Tối lắm không quay được.